thì chúng ta cùng mở đầu chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ Bắc Giang. Em xin gia đình ông là bác năm thứ ba. Vâng. Chúng em có nhau 3 năm rồi thì chúng em đi công tác ở nhà, và em ở nhà dạy học. Em công tác thì có 1 năm em được vào thì nói chung là gia đình là đồng đội với em thì cũng muốn có một đứa cháu để đồng bệ thì chồng em thống nhất nhau rồi đúng là bạn chồng em bảo là quý hoạch mà tôi thì hôm nay thì tôi sinh đứa cho ông bà nó vui. Vâng. Đúng là từ lúc đấy em à thì em qua nạn xong rồi thì cũng đầu cho bạn em sao nó rất là đau. Vâng. Vâng. Tức là 3 năm nay từ khi bạn lấy vợ đến giờ là cứ mỗi lần quan hệ tình dục thì đầu dương vật đau à? Năm đầu thì không sao ấy. Bộ phận sinh dục của bạn có bất gì bất thường hay không? Cũng bình thường thôi, nhưng mà cứ thấy sao tập tiết xong rồi lại sao vào đầu lại đau. Sau khi quan hệ tình dục thì cái khoảng thời gian bị đau nó sẽ kéo dài bao lâu? Nó kéo dài khoảng độ 1-2 tiếng. À 1-2 tiếng thì hết đúng không? Vâng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ trả lời câu hỏi này cho bạn nhé. Vâng. Chị chào em. Chị xin lỗi là cái bao quy đầu của em nó lộn hẳn ra chưa? Lộn hẳn ra rồi ạ. À thế hả? Tức là không phải là cái nguyên nhân do hẹp bao quy đầu đúng không? Vâng. Ừ, ngoài cái dịch đau á thì nó có những cái dịch gì lạ không? Ví dụ nó có da chảy máu hay là nó có những cái dịch mủ hay máu hay là những cái dịch gì khác không? Nó chỉ có một cái chất giống như là mủ, nó lỏng lẳng, không phải thành mủ đâu. Nó chất lỏng. Thế à? Vâng. Thế vợ thì có sao không em? Nhà em ở em cũng thấy bình thường, không có gì. À thế à? Vâng. Ừ. Nó có một số khả năng như thế này. Là nếu như mà có thể là nó do một cái bệnh gây viêm nhiễm của cơ quan sinh dục thì nó cũng thể gây ra cái hiện tượng như vậy. Cái thứ hai nữa là nó có thể là do cái đầu của cái cơ quan sinh dục của mình nó có giống như một cái những cái viêm nhiễm ngoài da gì đấy, ví dụ như là nó có những cái em có thể tự kiểm tra được xem là nó có nhẵn nhụi bình thường không hay nó có cái gì bất thường thì nó cũng có thể gây đau như vậy. Thế với cả một cái nữa, đấy là cái vấn đề là nó liên quan đến cái vận mạch. Tức là khi mà cơ quan sinh dục, nó dương vật nó cương cứng lên để mình quan hệ tình dục thì máu nó dồn về đấy rất là nhiều. Thế chị sợ là không hiểu là cái lúc đó thì nó có một cái trục trặc gì đấy và làm cho cái sự máu nó đến và máu nó đi nó có vấn đề thì nó cũng có thể gây ra đau như vậy nhá. Thế thôi bây giờ thì mình đã lấy vợ 3 năm rồi và cái hoạt động của mình, hoạt động tình dục của mình nó cũng không được thường xuyên lắm. Với lý do là mình cũng phải đi công tác xa nhà. Bây giờ cái nhu cầu có con là cái nhu cầu nó rất là cấp bách rồi chứ không phải là chỉ riêng cho ông bà nữa mà là phải cho cả bản thân mình nữa đúng không? Thế và để có con được thì cơ quan sinh dục của cả bạn và của cả vợ bạn đều phải hoàn toàn khỏe mạnh và bình thường, không có bệnh tật gì cả thì lúc đấy mình mới có con. Chứ còn một trong hai người mà đang có bệnh, kể cả những cái bệnh chung, bệnh khác của cơ quan khác ở trong cơ thể thì cũng không nên có con, bởi vì lúc đó thì nó cũng ảnh hưởng đến cái trứng hoặc là của người phụ nữ hoặc là tinh trùng của người nam giới nhá. Bạn ở Bắc Giang thì theo mình thì bây giờ bạn cũng lại tả là nó cũng có một số cái dịch lạ nữa, nhưng mà nếu như bạn nói như vậy thì mình cũng không rõ được chính xác là đấy nó là mủ hay là nó là cái dịch sinh dục thôi. Thế có lẽ bạn nên đi khám ở chuyên khoa da liễu đi. Nghe như bạn tả có thể bác sĩ người ta phải kiểm tra và xét nghiệm cả cái tinh dịch của bạn, hoặc là sẽ xét nghiệm cái dịch ở cơ quan dương vật của bạn để xem có phải là cái nguyên nhân là do nhiễm khuẩn nhiễm trùng gì không, thì lúc đó người ta sẽ đưa ra cái phương hướng điều trị. Hy vọng là các bạn sẽ đi khám và có sức khỏe tốt trở lại nhé. Xin chào bạn. Em chào chương trình. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ Nghệ An. Alo, xin chào bạn trẻ từ Nghệ An. Dạ em chào anh ạ. Vâng, tôi đang nghe bạn nói đấy. Em có một vấn đề là em yêu bạn gái em được 2 năm rồi anh ạ. Vâng. Mà rồi kiểu bạn em là vì bên đường như bên giáo ấy. Vâng. Rồi em đến ấy thì em còn một, em thì đến thời cùng con bạn gái em thì không thờ cúng, nhưng mà em nói cho nếu mà anh em đi lại nhau thì em thì theo anh. Vâng. Bạn gái em thì nói cho anh theo đường anh mà em theo đường em. Vâng. Bạn gái em thì nói tôi thế anh em mình hợp nhau, em mới nói anh em mình thế tính mục đích thì thế này anh em chia tay đi, bảo này nếu mà anh chia tay em thì em sẽ ra câu đường đầu câu đường thủy em nhảy xuống sống. Tại sao bạn lại muốn chia tay cô ta? Vì em không muốn chia tay đâu, vì em vẫn yêu bạn gái em, nhưng mà bây giờ đến đi bên dạo anh ấy. Tức là cô ta muốn là khi có lấy bạn đi chăng nữa thì cô ta vẫn theo đạo của cô ta đúng không? Dạ. Còn bạn thì là người không theo đạo đúng không? Dạ, người không theo đạo ạ. Và bạn lại là con một, con trưởng thì có trách nhiệm thờ cúng tổ tiên đúng không? Dạ.
Và bạn nghĩ rằng là nếu mà lấy vợ người theo đạo thì cái việc thờ cúng tổ tiên sẽ bị sa nhãng. Được, tôi được biết rằng là người theo đạo hay người không theo đạo thì cái việc thờ cúng tổ tiên đấy là cái nét đẹp văn hóa của người Việt nói chung cơ mà. Cả người theo đạo họ vẫn thờ cúng tổ tiên cơ mà. Dạ, em vẫn hiểu mà. Em mới nói tôi nếu mà em theo, em đi theo anh thì tốt, mà không theo được thì em gửi theo bên anh em. Nhưng mà bằng gái em thì mời người nói chung em thì không thể theo được bên anh, mà năm một thứ hai người này em thì không có chỗ kiểu như vậy mà đi lề ấy. Năm nay các bạn bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Dạ, em 28, còn bạn gái em 22 ạ. Vâng, chị Nguyễn Thị Mùi, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ. Chị chào em. Dạ, em chào chị ạ. Chị cũng đã nghe em nói chuyện với anh Thành Văn rồi. Thế thì chị thấy ở đây là như này này. Em thấy rằng cái quyền tự do tín ngưỡng là một cái quyền rất là lớn của mỗi người em ạ. Đúng không? Dạ. Thế cho nên là em thì có thể có quyền tự do tín ngưỡng, tức là em theo một cái đạo này, một cái tín ngưỡng này. Như mình vẫn nói là thực ra nó không phải một cái đạo đâu, nhưng nó như là một cái tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ấy, đúng không? Dạ. Hoặc là mình có thể không phải là xuất gia tu hành hay là không ly quy y ở cửa Phật, nhưng mà mình cũng như là như Phật tử ấy. Đấy, thì dạ, chị có thể hiểu về phía em là như vậy. Còn cô thì là một người đi theo đạo Thiên Chúa Giáo đúng không? Thiên Chúa Giáo ạ. Và nó cũng không phải là nó ngăn trở cái chuyện hai em đến với nhau đúng không? Dạ. Nếu như mà hai người tôn trọng những cái tôn giáo mà mình đang theo, mà người bạn của mình đang theo. Thế trong trường hợp này thì em nói rằng là cô ấy bảo cô ấy đến với em thì cô ấy sẽ xa cái nơi để cô ấy đi đi lễ đúng không? Dạ, đi lễ ạ. Thế vậy thì cụ thể là cô mong muốn điều gì? Dạ, bạn gái em thì mình muốn em ở xa mà, em thì bạn gái em ở dưới Vinh đấy. Mà em lại gần nhà thơ, bạn gái bảo này có thể anh theo bên em thì bảo em nên là bảo em không thể theo được. Chị nghĩ trong trường hợp này thì cả hai hãy bàn tính một cách thật kỹ lưỡng đi. Nếu như cô ấy thật sự yêu em đúng không? Thì cô ấy cũng phải tính đến những cái nhu cầu, những cái nguyện vọng của em, đúng không nào? Thế bà em từng để đến ngồi nhau cùng bạn gái hiện nay mà bọn em cứ cãi nhau. Cả hai nên bình tĩnh và nên lắng nghe nhau một chút, đừng vội vàng đưa ra cái ý kiến của mình hay là áp đặt người kia. Nếu như cô nói rằng là cứ dứt khoát em phải ở dưới Vinh để cho cô đi lễ gần, thì cái điều đấy nó sẽ trái với cái việc là em là một người con trưởng và em muốn gần gia đình, đúng không? Dạ. Thì em cũng có thể phân tích để cô thấy là gì. Bây giờ nếu ở gần Vinh này thì nó được cái việc cho em, nhưng mà nó sẽ không được cái việc cho anh. Vậy bây giờ mình bàn như thế nào để đi đến là được việc cho cả hai anh em mình, dạ, đúng không? Đấy. Vậy bây giờ hai người nên bàn xem như nào, cái cách bàn đến cái hướng giải quyết tốt hơn là ngay lập tức đã nói đến chuyện chia tay em ạ. Nhá. Yeah. Thế thì nó hợp lý hơn. Vâng, xin cảm ơn chị Nguyễn Thị Mùi, hy vọng bạn sẽ giải quyết được cái vấn đề giữa hai bạn lúc này nhé. Xin chào bạn. Chúng ta cùng tiếp chuyện một bạn trẻ gọi đến từ tỉnh Hà Nam. Dạ vâng, anh ơi, em muốn hỏi về là em với vợ từ năm ngoái, thì năm nay vợ em mang thai được 6 tháng rồi, thì em muốn hỏi về chế độ dinh dưỡng cho bà mẹ và để làm sao để em tốt thì như thế nào, để làm sao cho để mình phân biết rằng em bé nó phát triển bình thường và không phải sinh em bé ra thì có thể khỏe mạnh hơn ạ. Vợ thì đang mang thai 6 tháng rồi đúng không? Vâng ạ. Chúc mừng các bạn nhé. Bây giờ thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ xem có cái cách chăm sóc nào tốt nhất dành cho vợ bạn hay không nhé. Dạ vâng ạ. Chị chào em. Dạ vâng em chị ạ. Đây là con đầu à? Dạ vâng ạ, nhưng là em không có kinh nghiệm gì nên em phải gọi điện ra ngoài để bọn em có kinh nghiệm hơn ạ. Đúng rồi. Mình thực sự là một ông bố rất là có trách nhiệm đấy, và rất yêu vợ yêu con đúng không? Dạ. Cho nên là rất là quan tâm đến vợ và tìm hiểu những cái thông tin để chăm sóc cho vợ tốt hơn. Đối với một người phụ nữ khi mà người ta có thai thì bao giờ cái tất cả mọi nhu cầu về tinh thần cũng như là về vật chất của họ đều phải được tăng lên rất nhiều so với những cái lúc người ta bình thường. Bởi vì lúc này là ngoài cái sự phát triển của một cơ thể phụ nữ bình thường, người ta lại rất cần các chất dinh dưỡng, những chất rất cần những cái chia sẻ động viên về mặt tinh thần vân vân để làm cho cái sự phát triển của em bé. Tóm lại là đối với một người phụ nữ có thai thì bên cạnh việc có một chế độ dinh dưỡng tốt, phải có một cái tinh thần thoải mái, chế độ lao động hợp lý, kể cả việc những cái việc như là vệ sinh thân thể rồi là quan hệ tình dục vân vân, tất cả những cái đấy các bạn rất cần phải có kiến thức để cho chăm sóc sức khỏe cho mẹ và em, cho mẹ và em bé. Thế bây giờ thì vợ có thai 6 tháng thì đã đi khám thai ở đâu chưa em? Dạ, vợ em mới đi khám thai được 2 lần ạ. Thế à? Nếu như một người phụ nữ bình thường thì thường là người ta sẽ chia cái khám thai ra làm 3 lần em ạ. Trong 3 tháng đầu thì người ta có thể đi khám thai để xác định xem là
thai đã nằm ở trong tử cung chưa và thai có phát triển bình thường hay không. Ở trong đoạn giữa ấy, tức là khoảng 3 tháng sau ấy, thì là người ta sẽ có thể cũng chỉ khám thai. Nếu như có điều kiện thì mình có thể là tháng nào mình khám thai cũng được. Còn những ở những nơi xa thì ít nhất cũng phải được khám thai một lần để đánh giá xem cái sự phát triển của thai có tốt không. Để đánh giá cái sự phát triển của thai này thì người ta có thể dùng cái biện pháp là đo cái vòng bụng, tức là hoặc và chiều cao tử cung. Ở những nơi mà có kỹ thuật tốt hơn thì người ta có thể dùng siêu âm để người ta đánh giá được sự phát triển của thai. Bên cạnh đó thì người phụ nữ còn phải được đo huyết áp và được xét nghiệm nước tiểu để tìm xem là trong nước tiểu có cái protein không. Đấy là những cái dấu hiệu sớm của triệu chứng sớm của nhiễm độc thai nghén. Thế còn ở 3 tháng cuối thì tốt nhất là nên khám thai một tháng một lần, và đặc biệt là trước khi đẻ có điều kiện thì nên khám thai thường xuyên để chẩn đoán được lúc mà dự kiến được cái lúc mà người ta chuyển dạ để có cuộc đẻ an toàn. Chú ý là khi đi khám thai như thế này thì xem là cái thai nó đã xuôi chưa, tức là để có thể là thai thuận, người ta gọi là thai thuận đấy, thai thuận chưa hay là ngôi, nó vẫn là ngôi ngược, để có thể tiên lượng được cuộc đẻ. Và xem là cái rau nó như thế nào, bánh rau nó có phát triển bình thường hay không, thì cái này, tất cả những cái này là chuyên khoa sản, người ta có thể xem được hết. Chị muốn nói thêm một chút là về cái tiêm vaccine phòng uốn ván cho phụ nữ có thai. Thì vợ có được tiêm không? Dạ, vợ em tháng này tiêm đấy ạ. Ừ, đúng rồi. Tốt nhất là phải được tiêm vaccine phòng uốn ván mũi đầu tiên, là phải tiêm ngay bắt đầu có thai càng sớm càng tốt, và mũi thứ hai là phải tiêm trước khi sinh 2 tháng thì là tốt nhất. Đấy là về chăm sóc như vậy. Thế còn về dinh dưỡng thì đối với người phụ nữ có thai thì tốt nhất là không nên ăn kiêng một cái gì cả. Em có thể có điều kiện cho vợ ăn đầy đủ các chất, ví dụ như là chất đạm, chất tinh bột, chất béo, vitamin và chất khoáng. Cảm ơn bác sĩ những lời tư vấn ạ. Dạ vâng. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ và hy vọng là bạn sẽ trở thành người chồng, người cha tốt nhé. Xin chào bạn. Dạ vâng, vâng ạ. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình và cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Nam Định. Alo, xin chào bạn trẻ từ Nam Định. Vâng, thưa anh, là em có mới quen một cô gái cách đây độ khoảng 3 tháng. Cô đấy là do sự giới thiệu của bạn học cùng với em. Vâng. Ba, thế nên cùng xã, thế nên là em ấy, cô ấy thì cô ấy là chị họ của bạn học cùng với em ạ. Vâng, tóm lại là quen một gái. Thế thì này, bọn em là vừa rồi có cái kỷ niệm là em đưa cô đi thi cùng với anh trai ở trên Hà Nội ạ. Cả cao đẳng, cả đại học rồi em đưa đi đón về mà anh. Vâng, năm nay cô đang 18 tuổi đúng không? Dạ vâng, thế thì vừa rồi là cô có thi được cái trường cao đẳng kinh tế tài chính ở Hưng Yên ạ. Vâng. Đấy, thì này vừa rồi là em cũng có được cái sự tin tưởng của gia đình cô, nhất là mẹ cô với các anh ấy là cũng cho em là nay cô đi, và cũng nhờ em là nay đi là thuê hộ phòng trọ đấy ạ. À thế à, tin tưởng quá gì nữa, đưa con gái gửi. Vâng, đấy thì là cho đến vừa rồi là cô nhập trường xong là cô về được nghỉ một tuần, xong cô đi học thì là trong vòng từ thứ 5 cho đến thứ 7 mà cô bây giờ em gọi điện thì cô ấy nói là anh quan tâm như thế này thấy em thấy sợ. Vâng. Và thực ra em ngày nào cũng thường xuyên em liên lạc điện đóm hỏi ăn uống rồi hỏi có nhớ nhà không hay học hành như thế nào. Tức là em biết là răng gia đình nhà cô, thứ nhất là bố mẹ già là một cái anh, bây giờ là xây dựng gia đình hết rồi. À. Vừa rồi là cô lên được 2 tuần thì em tuần nào cũng lên, cuối tuần em lên. Thế cơ. Em lên được 2-3 tiếng rồi em lại về mà. Mà mới quen nhau được 3 tháng chứ đã tỏ tình chưa? Em cũng có tỏ tình rồi, thế nhưng cô bảo là thế là cô cần thời gian. Thế thì vừa rồi là sau khi em đưa cô lên thì em cũng gọi điện với cô bảo em ơi bây giờ em đi lên em học hành như thế rồi anh cũng phải nói gì một câu với anh. Thế thì cô bảo là em đang cố gắng chấp nhận ở đây. Bạn thì cũng rất là lo lắng đúng không? Bây giờ vừa mới bày tỏ tình cảm của mình xong, thế mà lại nàng lại đi học xa như thế, không biết lên trên Hưng Yên có đông các chàng sinh viên khác thì không biết người yêu mình có bị lung lay hay không đúng không? Vâng. Chính vì cái điều đó ngày nào cũng gọi điện nhắn tin. Và chính cái điều này để khiến cô ta cảm thấy khó chịu bởi vì là sự quan tâm ghê quá. Vâng, vì điều cô lại bây giờ là vừa rồi em lên là mới lên không? Kia là cô lại chạy trốn ạ. À thế ạ. Vâng. Thế mới đâu. Chị Nguyễn Thị Mùi sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Chị chào em. Chị muốn hỏi một chút là em mới quen cô ấy có 3 tháng thôi đúng không? Vâng. Ừ. Cái 3 tháng đấy thì đã đủ để em hiểu cô ấy chưa? Thưa chị, nếu mà để mà nói thì em hiểu thì hiểu hết rồi, bởi vì rất là tiếp xúc rất là nhiều, em mới hiểu về cái tâm lý của cô ấy. Thế à? Vâng. Nhưng mà cái thời gian để cô hiểu em ấy mà. Vâng. Cũng quan trọng đấy, đúng không? Vâng. Ừ, nó phải có thời gian để hiểu này, để cảm nhận được cái tình cảm của mình thật sự nó là như thế nào. Vâng. Thế có thể em thì em thấy đây là một cô gái xinh đúng không? Vâng. Theo em mô tả.
Thế rồi cũng có em lên và em cũng biết là có một số những cái đặc điểm nào đó mà em thấy là nó vừa ý với mình. Và em quyết định đặt một cái quan hệ yêu đương. Thế nhưng mà có lẽ cũng lại phải để cho cô một cái quyền nào đó để xem là cô ấy đã thấy rằng là cô yêu mình hay chưa chứ, đúng không? Nhá, mình có vẻ như chị nghe toàn bộ những cái công việc của em thì nó có một cái gì đấy như là một sự tấn công rất là mạnh từ phía em. Rất mạnh ạ. Ừ, rất mạnh đấy ạ. Thế thì người ta sợ quá thì mất chuyện gì nữa nhá. Ừ. Và thậm chí người ta sợ đến mức mà người ta còn phải trốn cơ. Đúng không nào? Mình chị nghĩ là em cũng đã rất là tốt với cô đấy. Nhưng mà hình như là mình cũng đã xác định một cái trách nhiệm nó quá lớn mà không cần thiết đâu nhá. Bởi vì hai người cũng chưa thật sự là người yêu của nhau một cách chính thức này. Bản thân cô ấy thì cũng mới chỉ quen biết em một thời gian ngắn thôi. Thế thì em hãy để em không liên lạc gì cả để xem thật sự cô có tình cảm với mình không. Nếu cô có tình cảm với mình thì cô phải chủ động liên lạc với em. Vâng, cô biết gửi em cô xóa số điện thoại rồi, thế nọ kia em lên. Ừ rồi ôi, em ơi, nếu mà một người người ta đã không quan tâm đến mình thì không biết là mình có nên đầu tư tình cảm nhiều như thế hay không? Vâng. Thì mình nên phải đặt lại một câu hỏi như thế nhá. Còn có rất nhiều những người con gái khác mà người ta xứng đáng hơn với cái tình cảm nó rất là nồng nhiệt của mình. Vâng. Không mà? Thì như bạn đang áp dụng cái chiến thuật là đánh nhanh kêu rồi gọn, nhưng mà cái chiến thuật này lại không hợp lý lắm với cô gái này đúng không? Xin chào bạn nhé. Chào bạn, chào anh chị. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình và cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Ninh Bình. Alo. Vâng. Tôi gọi lại muốn nói là trẻ sơ sinh thì mình không thể mang đi xét nghiệm ADN được anh. Tại sao bạn lại hỏi chúng tôi như vậy? Dạ vì là em là yêu cái cô bé này đã làm rồi anh, nhưng mà em cảm nghĩ rằng là cô không thật lòng với em anh, mà giờ là đã có em bé được 10 ngày rồi anh. À, tức là cô ta đã sinh 10 ngày rồi. Bạn thì cũng đã từng có quan hệ tình dục với cô ta đúng không? Đúng rồi ạ. Và gia đình cô ta cũng như cô ta nói rằng đây là đứa con của bạn. Vâng, đúng rồi ạ. Thế nhưng mà bạn thì không tin điều đó. Vì là nếu mà đúng là con của em thì em sẽ lấy cô đó. Vâng. Thì là em cũng có một mối tình khác. Thì nên là em muốn xét nghiệm nhanh, nếu mà đúng thì em có thể là em... bỏ cái mối tình đang có để quay về lấy cô ta đúng không? Vâng ạ. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ xem cho có cách nào kiểm tra ADN tốt nhất hay không nhé. Đúng là bây giờ bạn đang rất là rắc rối đúng không? Vâng ạ. Cái cũ thì chẳng biết như thế nào và bây giờ lại đang bắt đầu cái mới. Và cả cái cũ và cái mới đều làm cho bạn rất là đau lòng, đúng không? À, đúng rồi. Chị nghĩ rằng là cái mối quan hệ với cái cô gái mà đã sinh ra em bé bây giờ mà bảo là con của bạn nó cũng không phải là sâu sắc lắm. Chính vì vậy bạn mới cần phải đi xét nghiệm ADN, có đúng không em? Vâng, đúng rồi. Vì là chị ơi, vì là em đã là bắt gặp được việc là cô ấy không minh bạch nên là em mới là chán nản. Theo chị thì cái việc mà mình quyết định hôn nhân nó cũng không quá là phải phụ thuộc vào cái xét nghiệm ADN, bởi vì nếu như kể cả đấy là con em nhưng em không yêu mẹ nó thì sau này cuộc sống của em nó cũng không suôn sẻ gì đâu. Có đúng không em? Còn việc như là giả sử như xét nghiệm ADN mà nó là con em, việc mình có trách nhiệm với cái đứa bé đấy thì nó là việc khác. Chị nghĩ rằng cái việc mà mình quyết định lấy cô mới hay là lấy cô cũ, nó là cả một cái quyết định nó rất là quan trọng trong cuộc đời của mình. Mình không thể nào mà vì cái này hay vì cái kia mà mình có thể là có những cái quyết định nó không thoải mái ở trong lòng thì sau này cuộc sống nó cũng nhiều khi nó rất nhiều khó khăn và nó sẽ trở thành địa ngục. Thế còn để muốn xét nghiệm ADN thì người ta có thể lấy tóc hoặc là lấy cái móng tay cũng được của cái người đó và là của mình nữa. Cái kỹ thuật xét nghiệm ADN này nếu như chị được biết thì hiện tại trên Hà Nội người ta có một cái trung tâm để xét nghiệm ADN, nó nằm ở trong khu Vĩnh Phúc em ạ. Thì em có thể lên đó em trình bày lý do với người ta và người ta cũng có thể xét nghiệm được cho em nhá. Dạ dạ. Ừ, chị vẫn muốn nói với em là cái chuyện lấy ai là cái việc mình phải hết sức là cân nhắc. Dạ, vì là em chưa chắc là em chỉ có chắc là 20-30% là con của em thôi. Thế thôi thì chị thì em cứ đi để cho nó có thể thoải mái về mặt tinh thần nhá. Xin cảm ơn bác sĩ, xin chào bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Vĩnh Phúc. Alo, xin chào bạn trẻ từ Vĩnh Phúc. Câu hỏi của bạn là gì? Câu hỏi em là hỏi về sức khỏe, suy nghĩ em yếu anh ạ. À, thế em muốn là hỏi bác sĩ em là có chữa nào là nhanh nhất à? Nhanh nhất ạ? Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Năm nay em 31 tuổi ạ. À, 31 tuổi. Thế bạn còn nói là yếu sinh lý, thì cụ thể hơn là yếu như thế nào?
là yếu không, nghĩa là em lấy vợ là được 3 năm rồi anh ạ. Vâng. Nhưng mà em, chồng em chia tay rồi. Vâng. Thì em đi khám thì người ta bảo em là yếu sinh lý, thì em muốn là hỏi chương trình xem là chữa ở đâu hay chữa như nào thì là trả được hiệu quả. Lý do nào mà các bạn lại chia tay nhau? À, lý do là vợ chồng em không có con cái, đâm ra là vợ chồng em mới chia tay. À, không có con cái. Để hỏi cụ thể hơn các cái vấn đề mà bạn trình bày thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải đang ngồi trong phòng thu sẽ tiếp chuyện bạn nhé. Dạ vâng ạ. Chào em. À, em chào chị ạ. Ừ, cũng buồn nhỉ. Dạ vâng ạ. Ừ. Lý do mà các em chia tay nhau ấy là vì lấy nhau đã 3 năm nhưng mà không có con đúng không em? Dạ vâng ạ. Ban nãy chị có nghe câu chuyện của em với anh Văn, và anh Văn thành hỏi em ấy là đúng. Tức là em nói là yếu sinh lý nó liên quan đến hoạt động tình dục, ngoài hoạt động tình dục thì nó lại liên quan đến cả các yếu tố khác nữa. Thế thì ở đây thì chị muốn hỏi là em hỏi về cái chuyện là em lấy nhau đã 3 năm không có con, hay là em hỏi về cái hoạt động tình dục? Em muốn hỏi là bây giờ sinh lý của em là trước kia em tiêm với ca cóc hay chị? À thế hả? Vâng ạ, thì là lúc em lấy vợ rồi thì em mới tiêm. Em lấy nhau đã 3 năm nhưng không có con thì bởi vì là vợ em cũng buồn vì chuyện đấy thì mới vợ chồng nên dẫn đến chia tay. Tức là bây giờ chị hiểu là cái nguyên nhân mà chậm có con thì có thể là do cái em có nói là do sinh lý, nhưng mà thực ra là cái hoạt động tình dục của em vẫn bình thường đúng không? Dạ vâng ạ. Ừ, thế chỉ có điều là nó lâu có con thôi đúng không? Dạ vâng ạ. Ừ, để có thể thụ thai được với trứng của người phụ nữ thì cái tinh trùng đó nó được sản xuất ra ở trong tinh hoàn và nó phải đảm bảo khỏe đủ cả về số lượng và chất lượng thì mới có thể thụ thai được. Có một đợt em đi khám thì bà người bác sĩ bảo là 40%, thì có một đợt thì em đi khám bảo 50%, em đi khám 3 lần. Thế à? Ừ. Dạ vâng ạ. 40% và 50% cũng là quý lắm rồi mà. Có những người người ta cái tỷ lệ người ta ghi còn thấp hơn em mà người ta vẫn có thể có con được cơ mà. Nhá, bây giờ quay trở lại cái câu chuyện của em, theo chị thì thế này, mình đừng nên quá băn khoăn, quá lo lắng về cái chuyện đó. Mình chia tay với vợ có thể có nhiều những cái lý do khác, còn biết đâu cái nguyên nhân mà mình chậm có con nó có thể có cả ở phía vợ nữa, chứ không phải là chỉ ở phía mình đâu nhá. Thôi thì cái chuyện vậy thì này, em cũng muốn hỏi chương trình xem là em tiêm cái ca con đấy là nó có ảnh hưởng gì về đến sức khỏe không? Mà em tiêm có lâu nhiều không? Tiêm mất 5 ống ạ. Thế à? Thực ra thì cái ca cóc đấy đúng là nó cũng là một cái thuốc điều trị, thì nó cũng có ảnh hưởng lên nhiều cơ quan, cái tác dụng phụ của nó cũng có ảnh hưởng lên nhiều cơ quan. Tuy nhiên thì mình điều trị với một cái thời gian có 5 ống thôi thì nó cũng không phải là nhiều lắm và nó không phải là kéo dài. Để chị nghĩ là em không nên lo lắng về cái chuyện tác dụng phụ ca cóc nữa, mà nó đã cách đây khoảng 2-3 năm rồi thì nó cũng đã ổn định rồi. Chị nghĩ là em hãy tự tin vào cái sức khỏe của mình và cái cố gắng củng cố một cái cuộc sống ổn định thì hạnh phúc sẽ mỉm cười với em. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Chúc bạn có một sức khỏe thật tốt. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình và cuộc điện thoại gọi đến từ Quảng Ninh. Đây là câu hỏi của em là bây giờ em đang muốn rất muốn hỏi chương trình, em có bạn gái rồi ạ. Và nghĩa là vợ chưa cưới đấy ạ. Vâng. Là nghĩa là cô bé kia thì cũng có bạn trai rồi, và đấy là cũng là người đã hôn rồi ạ. Vâng ạ, bọn em thì đến bây giờ đến với nhau, nói chung là có qua những cái em mới cảm thấy đây nên kiểu là cái tình yêu đích thực ạ. Bây giờ em muốn hỏi chương trình là bây giờ em phải làm như thế nào ạ? Hiện tại thì bạn đang có một cô người yêu và sắp lấy làm vợ. Còn cô gái kia thì cũng đã có một chàng trai và cũng sắp lấy anh ta làm chồng. Vâng. Thì bây giờ tự nhiên hai bạn lại gặp nhau và mới cảm thấy rằng đây mới là tình yêu đích thực của mình. Vâng. Thế bây giờ bạn muốn điều gì? Em là muốn đến người mới ạ, nhưng mà hai đứa em muốn đến với nhau, nhưng mà làm thế phải làm như nào để cho nó đỡ, nghĩa là gây đau khổ cho đối phương ạ, anh ạ. À, tức là bây giờ thì các bạn là muốn là đến với nhau rồi, thế nhưng mà đừng làm để cho hai cái người kia, đúng không? Vâng ạ. Khỏi tổn thương. Và em muốn xin chương trình em một lời khuyên nó thật là sáng suốt ạ. Vâng, đã khuyên thì phải sáng suốt chứ. Vâng. Chị Nguyễn Thị Mùi sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ vâng ạ. Chị chào em. Dạ vâng ạ, chào chị ạ. Em có nói là bây giờ mới cảm thấy tình yêu đích thực, thì chị cũng rất muốn hỏi em là với cái người bạn gái mà em gọi là vợ chưa cưới, thì lúc bây giờ các em yêu nhau được bao nhiêu lâu rồi tình yêu nó như thế nào, và mình đã quyết định cái từ vợ chưa cưới thì chị hiểu là mình cũng đã có những cái báo cáo này đúng không? Dạ vâng ạ. Cái qua lại. Chị hai bên gia đình người lớn đã nói chuyện rồi ạ. Ừ. Vâng ạ. Quen nhau thì ngày trước em học đại học năm 2 năm đầu, bọn em học Đại Cương ấy, cô ấy là giảng viên đi ạ. À. Dạ vâng ạ, thì qua giờ cô ấy thì cô đang giảng viên, cô vẫn là lộ em không thể đến Quảng Ninh này, em đi làm ạ.
Vâng ạ, thế xong hôm qua thời gian đấy thì nghe bọn em nhau thì em cũng thời gian gặp nhau thì nói chung là cũng nhiều, không phải là ít. Em ở bên đấy là cô ấy về. Mà nói chung em sống thì với cô ấy thì cũng không cảm thấy mình cũng chưa phải là đúng nghĩa với tình yêu. Em có nói là thời gian gặp nhau của em và cái người vợ chưa cưới cũng không phải là ít. Và em có nói là em sống với cô ấy nhưng mà chưa phải là một tình yêu đích thực. Điều gì khiến các em chưa thật là yêu nhau lắm nhưng mà cũng đã sống với nhau rồi? Với khi đấy các em suy nghĩ thế nào? Thực ra mà nói thì yêu thì là em hai em ở sống thì nó cảm giác em theo cảm giác nó rất là khô khan mà nó không có một cái gì đó. Cuộc sống nó không đổi mới gì hết chị ạ. Vâng ạ, lúc nào nó cũng như kiểu 1+1=2 thôi, nó không có cái gì đổi mới cả. Em có nói điều đấy với người vợ chưa cưới của mình không? Dạ vâng, em cũng có nói là hai đứa mình để xem tìm một cái phương án nào đấy sống để cho nó có cái gì nó mới đi chứ. Chứ phương án như thế này thì em nói thật với chị là chưa cưới nhau, chưa cưới mà đã thấy cũ rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Đúng là buồn thật. Vâng ạ. Người ta sống nhiều, rất nhiều năm mà người ta còn chưa thấy cũ, mình chưa cưới mà đã thấy cũ thì thực sự đó là một điều buồn đấy. Chị chia sẻ với em, chị chia sẻ với em cái điều đấy. Và nếu như em và người vợ chưa cưới cũng đã trao đổi, cũng đã bàn tính với nhau và muốn khắc phục nhưng mà không khắc phục được, đúng không? Vâng ạ. Không khắc phục được, có nghĩa là cái tình yêu của các em nó không tiến triển được lên, đúng không? Thế thì chị nghĩ là như này. Nếu như nó không tiến triển được thì đúng là mình cũng phải chia tay nhau thôi. Bởi vì rằng là nếu cứ tiếp tục mà bây giờ còn là chưa lấy nhau rồi mình sẽ phải đối diện với rất nhiều những vấn đề thực tế khác. Và thậm chí cái mức độ mơ mộng của nó còn bị giảm đi nữa cơ so với khi là tình yêu ấy. Thì có thể sẽ khó đối mặt hơn. Và tất nhiên khi chia tay thì sẽ có một người buồn nhiều hơn và một người thì buồn ít hơn, đúng không ạ? Nhưng mà cũng không có cách nào khác cả. Thì em sẽ phải nói như thế nào đó với cái người vợ chưa cưới của mình để cho cô ấy hiểu là cái tình thực nó đã như thế. Và thật không phải là đến bây giờ mà em mới nói ra điều này một cách bất ngờ đâu, đúng không? Và trên thực tế thì hai người cũng đã nói với nhau rồi và cô cũng đã cảm nhận được cái điều đó rồi. Và nếu như mình giữ lại thì nó chỉ là một cái sự níu kéo hay là một sự chấp ghét như em nói là 1+1=2 thôi, chứ nó không có cái tình yêu ở đây. Thì ngay cả khi người ta đã hôn nhân rồi, em có công nhận không? Người ta đã lấy nhau rồi, người ta lấy nhau thậm chí 5 năm, 10 năm mà cái hôn nhân nó không đạt đến mục đích thì người ta cũng vẫn phải nghĩ đến chuyện chia tay như là một cái giải pháp tích cực ở đây. Người ta không nói là nó tốt hay là như nào, nhưng dù sao nó sẽ là tích cực trong cái hoàn cảnh cụ thể. Và sẽ phải có thời gian để hai người vượt qua được cái nỗi đau đấy. Nhưng mà ở đây là một cái sự trân trọng nhau, một cái việc mà mình rất là thẳng thắn với nhau, chứ nó không phải là một cái sự gọi là úp mở hay là dối trá vì nhau cả. Thì chị nghĩ từ dần dần là có lẽ người vợ chưa cưới của em cũng sẽ hiểu ra cái điều đó nhé. Vâng, tôi hy vọng là bạn sẽ có quyết định sáng suốt cho cuộc đời mình nhé. Xin chào bạn, cảm ơn chị. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình và cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Nguyên. Alo, xin chào bạn trẻ từ Thái Nguyên. Dạ, vâng, câu hỏi của bạn là gì? Tôi muốn chào bác sĩ ạ. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tiếp chuyện bạn nhé. Vâng ạ. Chị chào em. Vâng, chị ạ. Em nói đi, chị nghe em nói đây. Chị ơi, em có từng bị sảy thai cách đây hơn 1 năm rồi. Và sau lần bị sảy thai đấy thì em bị viêm nhiễm liên tục trong 6 tháng và em vẫn đi điều trị nhưng mà nó cũng không khỏi chị ạ. Và bây giờ thì mà mấy tháng gần đây thì sinh nhật của em rất đều nhưng mà ít bác sĩ ạ. Còn gì nữa không em? Và em cũng lo là không biết sau này mẹ tôi sinh ra đúng không chị ạ? Đúng rồi. Cái sự lo lắng của em nó rất là đúng, là cái vấn đề sức khỏe mà mình rất đáng phải quan tâm, đúng không? Bởi vì mình đã lập gia đình và mình rất là mong muốn là có con. Cái lúc mà em sảy thai ấy, thì thai được bao nhiêu tuần em? Thai được hơn 4 tuần chị ạ. Thế à? Khi mà cái việc không may đấy nó xảy ra thì em đã xử lý ở đâu? Dạ, em không đấy là vào chủ nhật thì đi đến bệnh viện. Bác sĩ là bảo đợi mãi nhưng mà bác sĩ giới thiệu cho một bác sĩ tư nhân khác cho em vào một tư nhân. Thế à? Vâng. Sau đấy thì em cũng được dùng kháng sinh rồi là được bác sĩ người ta tư vấn cho cái giữ gìn vệ sinh cũng như là những cái chăm sóc cơ thể đúng không em? Dạ được ạ. Thế à? Sau khi mà bác sĩ người ta xử lý cho em như vậy thì bao nhiêu lâu sức khỏe của em trở lại bình thường? Dạ, cũng chỉ một tuần sẽ trở lại bình thường chị ạ. Lúc đấy một tuần là đã sạch hết máu rồi đúng không? À, không, độ 2-3 ngày lại.
Đấy, chị hỏi kỹ cái chỗ mà bác sĩ người ta can thiệp cho em ấy, cái đình chỉ thai nghén đấy là vì cái lý do mà mình sảy thai ấy, thì tương đối là tại bên tâm được. Thế sau đó bao nhiêu lâu thì em lại bị viêm phần phổ, viêm cơ quan sinh dục? Em sảy thai là vào tháng 6, thì tháng 12 em bị. À, tức là sau 6 tháng sau thì em bị đúng không? Lần này em bị, tại sao lại để thời gian kéo dài như vậy? Em có đi khám ở đâu không và có được bác sĩ về chuyên khoa sản phụ khoa điều trị cho em không? Chị ơi, em khám cũng nhiều nơi và em cũng đã xuống bệnh viện phụ sản Trung ương rồi chị ạ. Ừ. Bác sĩ cũng khám và cho đơn thuốc cho em, nhưng mà nó không đỡ chị ạ. Cứ điều trị xong là nó lại cảm giác không bị tái phát thận này ạ. Thế à? Thế ở dưới đấy người ta có làm xét nghiệm cho em không? Có chị ạ. Ừ, bác sĩ có nói là em bị cái gì không? Chị ơi, cái xét nghiệm của em thì chỉ có cái thực khuẩn gửi đám âm với cái mật cầu là 2 cộng thôi, còn tất cả là âm tính. À thế à? Ừ. Vâng. Thế thì cái nguyên nhân của mình ý, thì nó là do vi khuẩn rồi, đúng không? Chứ nó không phải là do nấm hay gì nữa. Bọn em mới có thể với nhau gần đây thì em đã thấy khó chịu và đi khám thì bác sĩ. Thì bác sĩ lại cho làm xét nghiệm cho em, thì em lại bị lớn thế ạ. Thế à? Ừ. Cái việc mà mình điều trị ngay từ cái đợt đầu tiên ý, thì em chỉ điều trị một mình em mà chồng em có điều trị cùng không? Có uống thuốc ạ. Thường thường là khi điều trị những cái bệnh lây truyền qua đường tình dục, thì người ta điều trị cả hai người, tức là điều trị cả bản thân những người bị và điều trị bạn tình hoặc là chồng cũng bị nữa, bởi vì nó là cái bệnh lây qua đường tình dục. Nếu như mình điều trị nó không dứt điểm cho cả hai người thì có khi người này khỏi lại bị lây từ người kia, và nó cứ tạo thành cái vòng luẩn quẩn như vậy, cho nên điều trị nó rất là khó. Theo chị thì thế này, thôi thì cái lần trước thì mình sẽ không nói đến nữa, mà bây giờ quan trọng là em phải điều trị cho cái lần này đi, cái lần mới này đi nhá. Trong lúc mình đang điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục thì tốt nhất là không nên có quan hệ tình dục. Còn nếu như mà có quan hệ tình dục thì phải có biện pháp bảo vệ, tức là mình phải dùng bao cao su. Bên cạnh cái việc điều trị cho bản thân mình thì em phải bồi dưỡng để nâng cao sức khỏe lên và tăng cái sức đề kháng của mình lên. Phải vệ sinh cả quần áo của em nữa, kể cả của chồng nhá. Riêng điều trị những cái bệnh viêm nhiễm phụ khoa mà do nấm thì em phải điều trị thật dứt điểm thì nó mới khỏi hết, còn nếu không nó rất dễ bị tái đi tái lại và lúc đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em. Điều trị không dứt điểm mà để cho nó viêm nhiễm lên cao, nó có thể gây viêm phần phụ hoặc là vòi trứng vân vân, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái khả năng có con của em sau này. Xin cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Xin chào bạn, chúc các bạn có sức khỏe thật tốt. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ Bắc Cạn. Em chào anh ạ. Em muốn em hỏi về như cái lúc mình ở em đi làm suốt thì vì vợ em ở nhà ấy, em cứ đi làm về đôi khi nhiều người cứ nói ra nói vào, đâm ra là vợ em hay có cái tính ghen đấy, hay nói em, thế là em cũng không biết giải quyết thế nào. Bây giờ em bảo là em anh đi làm đi, tất cả chỉ vì em cuộc sống của chúng mình sau này thôi chứ không phải vì cái gì cả. Vâng. Thế thì em cứ yên tâm, nhưng mà vợ em đôi khi em rất yêu vợ em. Vâng. Yêu lắm nhưng mà người vợ em cũng làm thế, đôi khi em buồn và em cũng cảm thấy khó chịu. Vâng. Nên thì em mong chương trình cho em một lời khuyên ấy. Các bạn lấy nhau lâu chưa? Em cưới nhau bây giờ được 1 năm rồi. Thế à, đã có em bé nào chưa? Bắt đầu chuẩn bị sang năm em bắt đầu mới sinh em bé đầu tiên. À thế à, tức là vợ hiện tại thì đang mang thai rồi đúng không? À, mà cô ta lại trong cái thời gian mang thai này mà lại rất là hay cằn nhằn, rất hay ghen tuông và rất hay khó chịu về cái chuyện bạn đi làm xa đúng không? Làm có xa nhà lắm hay không? Em làm cách nhà 10 cây mà sáng đi em tối về mà. À thế có 10 cây số, tức là sáng đi tối về được đúng không? Thế cô ta không làm gì à? Cô ta ở nhà? Vợ em bây giờ em đang cho nghỉ ở nhà mà. À thế à, đấy cũng là một cái yếu tố khiến cô ta nghĩ nhiều đến chuyện bạn ra ngoài quan hệ công việc thì sẽ nảy sinh những quan hệ khác. Em cũng biết vậy, nhưng mà đôi khi không phải là bây giờ mà mang em bé mà có tính như thế, mà từ trước cái này thì từ khi yêu thì đã có tính như thế rồi. Đã có tính như thế rồi, nhưng em vẫn chấp nhận. Em bảo là dù em có như thế nào thì anh vẫn chấp nhận yêu em và lấy em làm vợ, dù như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn lúc nào cũng yêu thương em. Nhưng mà ngược lại cứ nói như vậy mà lên hết cái lúc đấy là vợ em có lúc nào bực tức em là bắt đầu nói em. Mẹ mặt cứ dày ra khó chịu quá anh ạ. À thế hả? Chị Nguyễn Thị Bùi, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng ạ em. Chị chào em. Vâng ạ em chào chị ạ. Nghe nói vợ cái từ mặt cứ dày ra chị thấy có vẻ giảm yêu vợ đi mất một ít rồi đấy. Được không? Nhiều khi nếu mà cứ nói mãi thế rồi cứ tụng phịu này kia, mình đi làm về mệt đúng không? Thấy thế mình cũng không được vui nha. Em cảm thấy cũng khó chịu. Khó chịu. Thế nhưng mà cụ thể là vợ em ghen như thế nào, nói như thế nào, ghen với ai?
Khi em đi làm ấy thì kiểu số điện thoại của em ấy thì in ở trên những cái phiếu báo giá các thứ bản ấy thì cho nhiều khi là bạn bè hoặc là ai cứ nhắn tin rồi kêu em nhớ anh như này như kia thế là về gọi em kiểm tra máy lại được, thế nên đâm ra là đôi khi là như thế và cứ làm cho ảnh hưởng đến cái cuộc sống vợ chồng. À thế à, một số người thì cũng hay có cái thói quen là kiểm tra điện thoại di động của chồng mình hoặc là của vợ mình để xem có vấn đề gì không. Thế rồi là đôi khi là bị đọc một cái tin nào đó nó gọi là thất thiệt đấy, đúng không? Ừ, nhưng mà chị nghĩ là trong trường hợp này thì nó cũng đơn giản thôi, bởi vì cái số điện thoại của bạn mình ý thì chắc chắn là vợ cũng sẽ kiểm tra được. Em chỉ cần bảo với vợ là đây này không tin em cứ gọi cho cái người này mà xem thì xem nó là ai hay như thế nào. Thì một vài lần thì chắc là cô cũng vỡ nhẽ ra thôi, đúng không? Em cũng bảo nhiều lần như thế rồi, nhưng đôi khi em cảm thấy căng thẳng quá em gọi điện lại cho mẹ vợ ấy. Mẹ vợ bảo thôi tính như thế thì con cứ nhịn đi, nhưng mà thế là em nhịn nhiều quá, nhịn nhiều chút. Còn nói là nhịn hoàn toàn ấy thì chị nghĩ có lẽ cũng không nhất thiết để như thế. Bởi vì nếu cứ nhịn thì người ta lại cứ nghĩ rằng là hay là mình có chuyện gì thật, đúng không? Vậy thì mình cũng sẽ làm thế nào để cho cô hiểu được rằng mình thật sự là một con người không có những cái vấn đề đó. Thì chị nghĩ là như này này, tất cả những cái tin nếu như mà độ khoảng 3-4 lần mà cô gọi người